giới thiệu robot TVC thấy vô nghĩa quá ha. Còn view convert từ SMC qua tức là nó đang mong muốn là kiếm một cái gì đó rẻ hơn nữa. Không thể ít ra nó phải rẻ hơn hoặc bằng SMC. Thì giống như là nó muốn, nhiều khi ví dụ như khách hàng nó yêu cầu giống như là bây giờ nó không muốn đụng với SMC, tại vì những SMC độc quyền quá, thì dẫn tới là bây giờ khi mà hỏi tới xin anh điện SMC hoặc là một yêu cầu anh đưa ra cái mã của SMC, và đụng bây giờ nó lấy cái mã nó đi hỏi thằng SMC thì đụng khác gì mẹ chết mẹ rồi. Giống như đụng mà công sức mình bỏ ra cuối cùng nó mất ý là mình đang nói là cái vấn đề đó. Thì nó mong muốn sẽ làm với một hãng khác để hãng đó protect lại nó. Ta bỏ chất xám ra thì đừng mất công sức đâu, nằm ở đó mà. Còn đừng bây giờ bỏ ra một cái hãng quá đại trà đúng. Giờ đủ mới có thằng nào dám đủ đi lựa chọn đổi mã qua e tắc đâu. Mà đổi qua đủ nó ra chợ nó mua luôn đi. Chuyển đổi mà có đổi được.
Ủa, bây giờ đi vậy? Tuần này báo giá. Sao báo giá 60 củ. 10 củ. Tuần này báo giá cả 100 củ. Biết cái chúng nó đang củ. Mất luôn. Các nàng thân quen. Thân quen.